Hai mọi người, lại là bạn bè của mọi người nè. Nhiều lúc mình rảnh rỗi á, xong rồi mình lướt TikTok, lướt chán rồi mình sẽ xem TV. Tính ra thì nghe nó cũng hơi mắc cười ha, bây giờ mình vẫn xem TV, nhưng mà nếu như có thời gian thì mình vẫn sẽ xem TV. Tại vì mình cảm thấy nó thân thiết, gần gũi, nó dễ thương một cái cách nào đó lạ lùng lắm. Và đặc biệt đó là xem mấy cái bộ phim truyền hình Hàn Quốc này, hoặc là phim Trung Quốc thời xưa TVB. Mình tìm được một phần khá là hay và thú vị ở trong cuốn A Giờ Through Đây Rồi. Tại sao tối nào tôi cũng xem mấy bộ phim truyền hình sến sẩm thế nhỉ? Bạn không phải là người duy nhất đâu. TV là thú tiêu khiển phổ biến nhất của thế giới hiện đại. Trung bình, mỗi người dành 3 giờ một ngày để xem TV, chiếm khoảng một nửa số thời gian rảnh rỗi của họ. Trong suốt cuộc đời kéo dài 75 năm, người ta dành ra tới 9 năm để xem TV. Và trong tất cả các chương trình được chiếu, cái bộ phim dài tập thu hút trọn vẹn sự chú ý của chúng ta và níu kéo mãi. Tất nhiên, thực tế là chúng ta mới là người không thể rời mắt khỏi bộ phim. Nhưng ta vẫn thấy lạ vì cứ như TV đang cuốn hút mình, cũng giống như cách mà chai rượu whisky quyến rũ người nghiện rượu ấy, biết đâu được. Chẳng có vấn đề gì với việc xem TV, trừ phi bạn nghĩ là có. Những người xem TV ít hơn 2 giờ mỗi ngày sẽ không mất thời gian để lo lắng về nó. Nhưng những người dùng quá độ, tức là xem hơn 4 tiếng một ngày, lại ước gì mình xem TV ít đi vì họ đã xem lâu hơn dự định, nhưng cảm thấy không thể tắt TV và đi làm việc khác. Hai nhà nghiên cứu Robert Kubi và Mihaly thấy điều này là sự thật. Mặc dù việc xem TV bớt thú vị đi khi bạn xem lâu hơn, thì thú nhận của những người nghiện xem TV nặng. Cũng đáng để ngẫm nghĩ, liệu xem Kubi và Mihaly có phải là đã kỳ vọng tìm ra hành vi nghiện ngập hay không? Vì họ gọi xem TV là người dùng. Nhưng có lẽ nguyên nhân là vì họ phát hiện thấy nhiều điểm tương đồng giữa người xem TV quá nhiều và những người lạm dụng chất gây nghiện. Chẳng hạn, cả hai nhóm đều nhiều lần cố gắng giảm sử dụng nhưng bất thành, đều trải qua triệu chứng vật vã vì lên cơn nghiện. Khi chất gây nghiện bị tước đi, đều dùng chất gây nghiện thường xuyên hơn so với dự định của họ, và cả hai đều bỏ ra rất nhiều thời gian để sử dụng chất gây nghiện, dù đó là TV hay cocaine. Sau đó, cô Ben nói rằng thực tế chưa có đủ bằng chứng vững chắc ủng hộ cho tuyên bố rằng TV gây nghiện lâm sàng, nhưng chắc chắn là nó đã thu hút sự chú ý của chúng ta theo những cách khó có thể cưỡng lại. Kubey và Mihaly đều cho rằng điều này là do TV kết nối với phản ứng định hướng của chúng ta, một phản ứng thị giác và thính giác theo bản năng, chứ bất kỳ kích thích đột ngột hoặc mới lạ nào trong môi trường. Nếu chúng ta nghe thấy một tiếng động lớn, chúng ta sẽ quay ra nhìn. Nếu một đối tượng đi vào môi trường quanh ta, chúng ta sẽ tự động nhìn vào nó. Trẻ sơ sinh phản ứng với TV y hệt như chúng ta, nghển cổ khoảng 180 độ trong khi đang nằm trên nền nhà, chỉ để cố gắng nhìn xem. Như họ nói, vầng thái dương nào chói chang xuyên qua cửa sổ đằng kia. Điều này có nghĩa là TV đang thu hút sự nhạy cảm bẩm sinh của chúng ta dành cho chuyển động mà loài người đã phát triển từ thời xa xưa để chú ý và theo dõi các mối đe dọa, và nhờ vậy mà chúng ta mới sống sót. Đây dường như là một lý do khá thuyết phục để kiểm tra cái hộp nháy nháy ồn ào trong góc nhà. Nhưng tại sao chúng ta lại không tắt tivi khi đã nhận ra nó không chỉ gây đe dọa mà thậm chí còn chẳng thú vị gì cho cam? Có những điểm tích cực nào khi xem các bộ phim sến sẩm? Những người diễn phim có thể chỉ ra rằng hằng hà sa số lý do vì sao các chương trình tivi lại thú vị, phù hợp và cung cấp nhiều thông tin đến vậy. Thanh thiếu niên coi phim truyền hình là một cánh cửa hữu ích để bước vào thế giới của người trưởng thành và có được những thông tin vô giá. Họ suy ngẫm về cách mà xung đột xã hội nảy sinh trong từng tập phim và được xử lý bởi nhiều nhân vật khác nhau, và tự hỏi làm thế nào mình có thể tự giải quyết những tình huống này. Giống như những người trưởng thành, họ cũng thích bàn luận về các tình tiết và nhân vật giới hạn với gia đình, bạn bè. Tất cả những điều này làm tăng thêm trải nghiệm xã hội phong phú về phương diện học hỏi, tưởng tượng và giao tiếp xã hội sau mỗi sự việc trong thế giới thực. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle là người đầu tiên chỉ ra rằng chúng ta về bản chất là một động vật xã hội. Các nhà tâm lý học xã hội theo trường phái tiến hóa cũng chỉ ra rằng con người từng sống với họ hàng trong nhóm nhỏ trong hơn 3 triệu năm,
Tôi cho rằng lối suy nghĩ và hành sự của chúng ta được tiến hóa theo nhiều cách nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh khi sống trong tập thể. Cư dân ở mọi nước dường như đều có một kho từ vựng rất lớn dùng để mô tả mức độ mà một người có tính hợp tác hay thống trị, có tiềm năng làm lãnh đạo, kẻ thù hay đồng minh. Năm 1992, John Tooby và Lisa Cosmi cho thấy rằng chúng ta rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề logic khó khăn nếu chúng được nhìn nhận theo những cách khiến ta phải phát hiện ra những kẻ lừa dối, gian lận trong các tình huống xã hội. Nói cách khác, chúng ta rất thích quan sát tương tác xã hội, thậm chí còn có một lý thuyết, giả thuyết trí tuệ nham hiểm cho thấy trí thông minh linh trưởng chủ yếu tiến hóa để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp thay vì để tìm thức ăn hoặc sử dụng công cụ. Lý thuyết về tán gẫu xã hội của Rubin Dunba cho rằng ngôn ngữ phát triển ở loài người để chúng ta theo dõi các mối quan hệ xã hội phức tạp và tìm cách duy trì chúng trong các nhóm lớn. Điều này cho thấy rằng việc tìm được cách thức để giao tiếp và chung sống luôn có tầm quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta, đến mức ngôn ngữ, hành vi và thậm chí cách tư duy của chúng ta cũng phần lớn phát triển quanh tương tác xã hội. Lý thuyết của Dunba chỉ đề cập đến loại thông tin xã hội mà thanh thiếu niên rút ra từ những bộ phim dài tập, và rõ ràng là chính chúng ta cũng rút ra được một số lời khuyên hữu ích về suy nghĩ và thói quen, hành vi của con người từ các hoàn cảnh, gốc gác và văn hóa khác nhau, cùng với nhiều góc nhìn và cách giải quyết các vấn đề xã hội. Phản hồi định hướng của chúng ta đến từ bản năng cổ xưa của việc bị thu hút bởi những thứ nhấp nháy và ồn ào. Và tương tự như thế, nhu cầu không ngừng gia tăng kiến thức của chúng ta về quan hệ xã hội và tương tác xã hội đang tạo ra một động lực tiến hóa. Ngoài ra, còn một điều cuối cùng có thể cần xét đến: hoạt động vào trí nhớ con người. Năm 1927, nhà tâm lý học Luhmann đã mô tả rằng trong một loạt các thực nghiệm, bà phát hiện thấy nếu công việc của chúng ta bị gián đoạn và công việc bị dang dở, chúng ta sẽ có được lợi thế về trí nhớ tốt hơn 90% so với những người đã hoàn thành công việc. Điều này là lý do mà nhân viên phục vụ trong nhà hàng có khả năng ghi nhớ được toàn bộ món ăn của một bàn mà không cần ghi ra giấy, nhưng khi hóa đơn đã được thanh toán, thông tin sẽ bị lãng quên. Tâm trí con người vẫn luôn ghi nhớ những việc còn dang dở hoặc cần khám phá thêm. Nghiên cứu của Zeminik dẫn đến nghiên cứu về khuynh hướng làm tiếp của con người về lý thuyết về sự hoàn thành, nhu cầu đi tới đích. Ác cảm của chúng ta dành cho những việc còn dang dở cũng có thể lý giải cho sự cuốn hút của sản phẩm dài kỳ. Như các tạp chí thời trang Victoria, trong đó nổi tiếng nhất là chuyện của Charles Dickens, và các bộ phim truyền hình dài tập ngày nay, bà phát hiện thấy các đối tượng tham gia thực nghiệm của bà để phải hướng gay gắt khi bị làm gián đoạn công việc. Khi một việc gì đó bắt đầu, chúng ta muốn biết nó kết thúc ra sao, đặc biệt khi đó là một câu chuyện, và thậm chí còn hơn thế nếu câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ của con người. Năm 1979, Owen, Power và Black mô tả về một phụ nữ làm nhiều công việc, pha một tách cà phê, đi đến bác sĩ, mua sữa, đi nghe thuyết giảng và đi dự tiệc. Khi một nhóm người nghe được cho biết người phụ nữ này có thai với ông giáo sư dạy cô ấy, thì đoạn mô tả trên đột nhiên giàu tính truyền và kết nối hơn hẳn và trí nhớ của họ về các sự kiện tăng lên đáng kể so với nhóm không được thêm thông tin kể trên. Dường như chúng ta được thiết kế theo tiến trình tiến hóa để phản hồi như vật với phim truyền hình, và những câu chuyện không bao giờ đi đến hồi kết. Thật lạ lùng khi chúng ta vẫn sắp xếp thời gian cho việc khác.